cả hai nghệ sĩ. Đúng rồi, xin mời Dumi qua chơi rồi nội. À, dõi những hình ảnh sau đây. Dạ, con chào ông bà. Ờ, chào con. Mời chơi con. Dạ. Trời ơi, manh mối rộng dễ sợ. Anh kêu Minh xuống. Bây giờ cho tôi biết cái lùi quá à. Thôi mẹ, bạn kêu Minh xuống đi, mình đưa đồ cho Minh nữa. Rắc rối quá. Nhưng mà bây giờ cái ông thằng phim nó ông che hết trơn. Minh vậy rồi Minh. Trai ngủ như gái. Minh vậy Minh ơi. Gì? Dumi kiếm kìa. Dumi kiếm hả? Ừ. À. Ê, chào cả nhà. Trời ơi. Bạn coi bạn kìa Minh. Nè bà. Dạ. Có hồi bà vợ Hạnh á. Dạ. Nó có bầu á. Cho nên nó nằm bơ nó thấy ăn một trái táo rất là ngon. Nó nghĩ ra nó sanh con gái mà giờ. Trời ơi, đó mà là con gái hay là con trai nữa lộn. Lộp gì nó đó nghe. Rụng quá. Thì dễ rồi. Trời ơi. Vậy là bếp nữa còn có chị gái để đợi. Trời ơi, chị Minh ơi. Chị Minh dễ thương quá, chị xin giữ kỹ nha chị Minh. À, ủa cái nhà mình có chuyện gì mà vui quá mày à? Có chuyện vui lắm, nhìn bạn chi kỹ không thành gái rồi kìa. Đứa lẹ lẹ đi nha. Mà sao con cũng chưa hiểu lắm rồi, mọi người cười gì ạ? Coi nè. Thôi nọ. Gì vậy? Mày không nhận ra ai hả? Ủa? Ai mày chụp hình ai mày xấu vậy Mỹ? Chị cũng bẩn. Chị bẩn là ai? Bạn đó. Hả? Mặt tôi hả? Giờ nó mới nhận ra. Cả nhà bị cái gì vậy? Sao mọi người cười trên nỗi đau của người khác vậy? Bộ vui lắm hả? Ông nội thích con tô son chét bớn lắm đúng không? Thích con mặt đầm lắm đúng không? Ông nội thích con giống vậy đó mà. Ôi bà. Còn mày nữa. Mày bao nhiêu tuổi rồi mà mày giỡn như vậy? Bây giờ tao vẽ lên mặt mày vậy được không? Mày chịu nổi không? Mày còn làm vậy chứ mặt vô mi nữa. Còn bạn nữa. Bạn qua đây làm cái gì? Mình qua đây đưa cái này cho bạn rồi. Cái gì đây? Giày độn nữa hả Dumi? Tôi có bao giờ nhắc đến chuyện bạn học bét khối chưa Dumi? Vậy? Vậy tại sao bạn cứ nhắc đến chuyện chiều cao của tôi vậy? Bạn nhìn đi, ở ngoài kia mấy ông giám đốc, mấy ông đạo diễn, mấy người thành công, có ai màng đến chiều cao không? Bộ lùn là chết hả? Trời ơi, tội nghiệp. Tôi muốn nhìn thấy mặt bạn nữa. Ê. Bạn đi đi. Bạn. Nhìn con. Minh à? Minh gì nữa đây? Mình thành công rồi ông ơi. Bây giờ ông muốn chọc tôi điên luôn nữa đúng không? Không, tôi không chọc ông điên. Có đây lần đầu tiên tôi thấy ông ngầu như vậy đó Minh à. Ông nghe tôi nói gì ông Minh? Ông rất là ngầu, tôi nghiêm túc. Tôi không đùa giỡn. Là sao? Thì nay đó ở dưới nhà đó, ông thấy hả? Cái cách ông cử sự cực kỳ ngầu, cực kỳ uy lực. Ông nhìn đi, nguyên một gia đình im phăng phắc. Cả gia đình sợ ông rồi. Ôi, tôi khâm phục ông luôn đó. Ý ông là sao? Hai người đang nói chuyện gì vậy? Đang làm điều gì gian dối đúng không? Wow! Ông thấy chưa? Ông thấy sự lợi hại của ông chưa? Sao kỳ không? Đáng lẽ ra nó phải chửi tôi vì cái chuyện hồi nãy dưới chứ. Làm sao mà dám chửi? Làm sao mà chửi được? Thằng mất nó đang sợ ông đó. Wow! Giờ nguyên một gia đình sợ ông luôn rồi. Minh à,
đáng lẽ mình không nên gây áp lực về chiều cao với bạn. Từ nay mình sẽ không như vậy nữa đâu. Đừng giận mình nha, mình xin lỗi bạn. Dumi không có giận tôi, Dumi không có giận tôi ông ơi. Làm sao mà giận ông được? Ông nghĩ đi, cả gia đình còn sợ ông, huống chi là Dumi. Đại thắng, đại thắng, đại đại thắng. Ông thấy tôi nói đúng chưa? Hả? À? Mình có cá tính, mình làm được. Cả nhà bị cái gì vậy? Sao mọi người cười trên nỗi đau của người khác vậy? Bộ vui lắm hả? Ông nội thích con tô son chét phấn lắm đúng không? Thích con mặt đầm lắm đúng không? Ông nội thích con giống vậy lắm hả? Ông bà. Đúng rồi. Thứ mình thiếu duy nhất đó chính là cá tính. Từ bây giờ mình sẽ là một người có cá tính. Cố lên Minh, cố lên Minh. Mẫn, dậy ăn sáng đi học nè con. Mẫn ơi, con dậy chưa? Con dậy rồi mẹ ơi, tới liền. Cá tính là gì? Cá tính có thể tỏa sáng ở những khoảnh khắc vĩ đại, nhưng nó lại hình thành từ những khoảnh khắc nhỏ nhoi. Người có cá tính có thể xem là người có suy nghĩ táo bạo, đặc biệt, mạnh mẽ và cương quyết, là từ Hán Việt được tạo thành bởi hai từ cá nhân và tính cách. Chỉ tính cách của mỗi con người tương tự từ cái tôi. Cá tính giúp ta phân biệt được sự khác nhau giữa người này và người khác. Người cá tính thường có ý kiến, cách hành xử riêng không giống mọi người. Mọi người trong nhà ai cũng có cá tính riêng của mình. Để coi. Gì vậy? Cay quá vậy? Ông giờ cái tô không kìa. Ớt không à? Cũng tại ông hết trơn á. Bà hổm nấu thì ông nói không cay, thì tôi nêm cho nó cay rồi. Giờ bỏ ớt thêm nữa, không cay sao được. Bà kêu tôi bỏ ớt tôi mới bỏ. Mà trời ơi, bà nấu ăn dở mà đừng có biện minh vậy trơn rồi. Ông nội là một người rất mạnh mẽ. Mặc dù nhiều điều ông nói khá vô lý, dù sao thì ông cũng là một người có cá tính. Trên thang điểm 100, ông đạt được 80 điểm cá tính. Ba, gia đình ăn sáng vui vẻ với nhau. Tự nhiên cái ba la mẹ vậy là mất vui hết. Bà nấu dở thì mà cay xé không, nó ráng ăn nè. Thay vì vậy á, ba phải tìm những cái từ nào đó cho nó nhẹ chút xíu, như là bà ơi cái món này cay quá, bà ơi cái món này hơi mặn. Chứ ba nói gì kỳ lắm ba. Cảm ơn, cảm ơn. Bà ơi món này cay quá à. Mẹ mình là một bậc thầy khi nói đến cá tính. Bất cứ chuyện gì vào tay mẹ cũng trở thành chuyện nhỏ. Mẹ xử đẹp được tất cả theo ý mẹ. Ngay cả chỉnh ông nội mẹ cũng không ngại nữa. Mẹ ghi được 98 điểm cá tính. Alo. Gì? Vũ không hiếp mày hả? Gì nó đâu quýnh mày đúng không? Rồi rồi tao đập nó nè. Dù ở nhà ai cũng coi thường nó, nhưng ở trường nó là một đứa rất có cá tính. Đứa nào khó ưa, đụng chạm tới nó là nó xử đẹp liền. Mẫn ghi được 85 điểm cá tính, trừ 2 điểm vì tội đẹp trai hơn anh của nó. Ngồi xuống. Trời ơi. Học con là học, nó hết lộn là sao? Có tình chú trong dầu trăm cái không hả? Hả đi. Còn chú mình thì cũng là một người rất cá tính. Chú là thầy giáo nghiêm khắc, tất cả học sinh đều sợ chú ấy. Chú đạt được 90 điểm cá tính. Bà kỳ quá à. Khi bà qua mượn tiền tôi, bà nói tiếng tôi đưa bà liền. Bây giờ kêu bà trả cái bà hẹn lần hẹn nữa. Nói chắc chắn là bữa nay. Giờ qua hỏi nó không có là sao? Dạ, tôi xin lỗi chị. Tại tôi lo chưa kịp mà. Chị thông cảm, chị cho tôi xin một ngày nữa đi chị. Hứa tôi là ngày mai nha. Dạ. Ngày mai mà bà không trả biết tôi đi chưa. Còn bà nội cũng là một người rất có cá tính.
Dù không phải cá tính mạnh nhưng đôi lúc bà thể hiện quan điểm rất dứt khoát, mạnh mẽ. Bà ghi được 30 điểm cá tính. Bà nói làm sao chứ? Anh thấy mẹ nấu mì ngon quá trời luôn á. Mẹ, còn mẹ cho con miếng đây đi. Đưa tô đen múc cho. Yeah. Trừ ba của mình ra, ba không có một chút cá tính nào hết trơn á. Chắc mình vô phước thừa hưởng khoản này từ ba của mình rồi. Nhưng mà không sao, từ bây giờ mình sẽ nỗ lực làm một người có cá tính. Mình làm được. Phải. Mình làm được. Mình sẽ làm được. Mình, máy tính của ba cho con xài. Về phòng con xài máy tính của con đi. Con nên xài mà ba. Để phát huy được cá tính, mình phải học theo cách biểu lộ gương mặt của một người có cá tính mạnh mẽ. Đặc biệt, họ toát ra được cái gì đó khiến người khác cảm thấy bị đe dọa hay sợ hãi khi phải đối đầu. Con ngon gấp lắm bà. Gấp thì xài đi. Ba ở ngoài chờ nha. Nghiên cứu lý thuyết về bản chất của cá tính như vậy là đủ rồi. Bây giờ mình phải thực hành thôi. Và đối thủ của Mơ Bình Yên ngày hôm nay, một cô gái đến từ xứ sở Hoa Anh Đào. Ủa làm gì vậy? Em đang coi mà. Thích đó rồi sao? Hôm nay anh gan dữ ha. Lâu em không nắng gần anh đúng không? Ừ. Coi đi, em giỡn thôi. Các người không được chạy, đứng lại. Không được chạy. Này các người đừng chạy. Tới giờ có tin tức rồi. Đưa nội coi. Có tin tức coi. Sản phẩm thương hiệu Việt chất lượng cao. Không biết có làm được với ông nội không? Cứ thử coi. Như thực phẩm, hàng gia dụng, thời trang, sản phẩm chăm sóc sức. Cái gì? Nội đã coi tin tức bà. Nhưng mà con không thích coi tin tức, con thích coi phim hơn nội. Cái gì vậy? Hôm nay sao vậy? Nội nói là nội đang xem tin tức nghe. Nhưng mà con nói con thích coi phim hơn. Ủa? Cái gì? Con này sao vậy? Hả? Thôi. Không coi phim rồi coi đi. Được rồi, mình làm được rồi, có cá tính rồi. Sao tôi biết mình phải làm sao chứ? Tôi còn không biết mình phải làm sao nữa. Tôi đâu có ngờ chuyện thành ra như vậy. Minh ơi, ghé nhà mình trước khi đi học tiếng Anh nha. Du Mi nhắn hả? Bộ Du Mi nhắn là tôi phải nghe theo sao? Bạn kêu tôi đó làm chi vậy? Bạn xếp cho mình mấy con hạt nha. Xếp nữa hả? Để làm gì? À, mình đang thần tượng một người. Mình muốn xếp hạt tặng cho người ta. Mà tới 2.000 con nữa. Bạn xếp giùm mình đi. Tôi không thể tin được. Tôi nói cho bạn nghe, tôi sẽ không làm gì hết. Thái độ bạn là sao vậy? Mình sắp giận rồi đó nha. Tôi sắp giận ngược lại bạn chứ có. Không
bạn làm thế ghê vậy? Vậy là từ bây giờ không ai dám làm phiền, không ai dám chèn ép ông hả? Đúng vậy. Cả gia đình bây giờ ai cũng nể tôi hết, không ai dám đụng đến tôi. Đau không? Anh cho em mượn laptop chơi được không? Anh đang xài mà. Nhưng mà anh có mấy bàn rồi anh xài laptop chi nữa. Anh đã nói là anh đang xài mà. Ở nhà ông, nhà bà, nhà cô, nhà chú. Chào con. Chào con. Long, anh đi cây bánh nè. Hạnh, lấy kêu Long nó ăn đi con. Bạn anh mình tới cũng không chịu đưa nó cái thằng này. Ở ba ơi, bồ của anh con mới bồ của con đâu. Nữa. Mới tập tí tầm bà. Chú có tờ giấy không ạ? Chị con. Là cho xin bọc gói đem về nhà. Nhà là không có giấy con à. Vậy chú có hút thủy tinh không ạ? Xin thiệt hả? Trời ơi, nhà ba má không mua bánh cho nó ăn vậy? Nó giỡn mà. Con đang nói thật mà. Nó thấy chưa? Ổn quá. Đi Long. Ủa con, hai con đâu vậy? Là tôi con qua nhà con học bài ạ. Ủa sao nay qua nhà con? Ở nhà học đi, một chút nữa là xuống bếp mà nấu ăn cho nha. Dạ, tại hôm nay nhà con không có ai hết cô ạ. Thì thôi cứ ở đây đi con ha. Dạ. Mẹ à. Con và Long đã quyết định qua nhà Long học bài rồi. Mẹ đừng có cố gắng thay đổi nữa. Cả ba nữa. Cả ông nội, cả bà nội. Mẹ chỉ muốn chúc con đi đường cẩn thận thôi. Đi rồi Long. Cái mặt nó bắt cười quá trời rồi đó. Đây nè. Trời ơi trời, tụi tôi bắt giới luôn rồi trời. Con biết là anh học cái đó đầu luôn á rồi. Thôi cái mặt nó bắt cười chứ. Như ai bạn thằng Long cũng đều vậy hết hay sao? Không nghĩ vậy á. Lâu quá vậy. Mình à, đừng như vậy nữa. Trở lại người bình thường đi ông à. Buông ra. Không, tôi thật đó, trở lại người bình thường đi này không. Mình à, đừng nói. Buông tôi ra. Thôi mà đừng làm cái miệng như vậy nữa, nghe lời tôi cho rành nhảm lắm rồi, trở lại người bình thường đi ông à. Buông ra. Tôi thích con người dễ thương ngày xưa của ông hơn. Bỏ ra. Không không, mẹ mất. À Mình à, nghe lời tôi đi, trở lại con người ngày xưa đi Mình à. Bây giờ tôi hỏi ông lần cuối, ông có buông tôi ra không? Không, tôi không buông đâu, tôi nói rồi đó, ông phải trở lại con người ngày xưa của ông. Chẳng còn thời gian để ta ngồi ca lắm.